Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp trưa ngày 6 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Cạn đẩy mạnh đấu thầu qua mạng. Khó khăn trong thực hiện tiêu chí môi trường ở Bạch Thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Tính đến tháng 9 năm 2019, tổng doanh thu của hợp tác xã ước đạt trên 64 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018. Hiện nay toàn tỉnh có 167 hợp tác xã đang hoạt động. Trong đó, lĩnh vực nông lâm nghiệp có 126 hợp tác xã, chiếm 74,2%. Lĩnh vực phi nông nghiệp có 41 hợp tác xã, hoạt động chủ yếu là chế biến lâm sản, quản lý chợ, vệ sinh môi trường, san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhỏ tại địa phương, khai thác cát, sỏi. Các hợp tác xã đã thu hút được sự tham gia của gần 1.600 thành viên, thu nhập bình quân đạt gần 4 triệu đồng một người một tháng. Để duy trì hoạt động, trong thời gian qua, phần lớn các hợp tác xã đã xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh phù hợp. Tuy nhiên, cũng không ít hợp tác xã do năng lực quản trị hạn chế, chưa mạnh dạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phối hợp giữa các thành viên chưa được chặt chẽ, dẫn tới hoạt động kém hiệu quả. Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 23 hợp tác xã ngừng hoạt động và 15 hợp tác xã giải thể. Vụ trồng rừng năm 2019, thành phố Bắc Cạn được giao trồng mới hơn 220 ha. Do chủ động trong công tác tổ chức thực hiện, kết thúc vụ, thành phố đã trồng được gần 260 ha, vượt kế hoạch giao. Trong đó, rừng phân tán đã trồng được 165 ha, đạt trên 164% kế hoạch. Trồng lại rừng sau khai thác được trên 93 ha, đạt gần 78% kế hoạch. Để thực hiện tốt chăm sóc bảo vệ rừng trồng trên địa bàn, thành phố Bắc Cạn tiếp tục chỉ đạo các ban ngành địa phương, lực lượng kiểm lâm địa bàn, phối hợp với cán bộ phụ trách công tác trồng rừng của Ủy ban Nhân dân các xã, phường, chủ động kiểm tra hướng dẫn nhân dân chăm sóc diện tích rừng trồng, trồng tra dặm đối với những diện tích có hiện tượng cây chết, tiến hành nghiệm thu trồng rừng năm thứ nhất và chăm sóc các rừng trồng, tổ chức nghiệm thu diện tích khoán bảo vệ rừng. Thưa quý vị khán giả, năm 2019, toàn tỉnh thực hiện 148 gói thầu đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh. Trong đó, dự kiến thực hiện đấu thầu qua mạng 68 gói thầu, chiếm gần 46%. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu được 34 gói, với tổng giá trị các gói thầu là hơn 90 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu hơn 87 tỷ đồng, tiết kiệm được hơn 3 tỷ đồng. Đối với các gói thầu còn lại, dự kiến thực hiện lựa chọn nhà thầu vào quý tư năm nay. Việc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã có nhiều chuyển biến, tăng số lượng gói thầu thực hiện, tăng chủ đầu tư tham gia. Tuy nhiên, so với lộ trình và kế hoạch giao thực hiện, thì việc tổ chức đấu thầu qua mạng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Theo đánh giá, đấu thầu qua mạng ngày càng phổ biến, góp phần nâng cao hiệu quả tổng thể về kinh tế, tạo sự minh bạch công bằng, đồng thời tránh được thiếu minh bạch hoặc tiêu cực có thể xảy ra. Thưa quý vị khán giả, trong 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới, môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện đối với các xã của huyện Bạch Thông. Không chỉ khó khăn từ cơ sở vật chất để xử lý rác thải, mà ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường cũng còn nhiều hạn chế. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, không khó để bắt gặp hình ảnh rác thải được vứt bừa bãi dọc các tuyến đường trong xã như thế này. Đặc biệt ở các khu vực gần chợ, khu dân cư đông đúc thì lượng rác thải đổ ra môi trường càng lớn. Hiện nay xã vẫn chưa có khả năng thu gom xử lý rác thải nên đa số lượng rác thải sinh hoạt được người dân tự xử lý. Mặc dù đã có nhiều hộ dân có ý thức thu gom, phân loại, sau đó xử lý rác bằng các hình thức như đốt, chôn lấp thì vẫn còn một số hộ dân xả rác ra môi trường. Bên cạnh đó, nhiều rác thải chăn nuôi, người dân vẫn chưa có hình thức xử lý. Vì vậy đến nay xã Lục Bình vẫn chưa thực hiện đạt tiêu chí môi trường. Đặc biệt là đối với tiêu chí môi trường thì khó thực hiện và duy trì. Nguyên nhân do là phong tục tập quán của địa phương cũng như là khu dân cư không tập trung cũng như là thói quen sinh hoạt của người dân và hệ thống thu gom rác thải và nước thải không được đồng bộ. Như trên địa bàn xã thì có hệ thống nước thoát nước thải của trung tâm xã chưa được đầu tư nên là hệ nước thải của người dân còn chảy ra đường nên ảnh hưởng đến môi nặng đến cái môi trường sống. Trong đó thì cái phát triển chăn nuôi của
trên địa bàn xã thì còn manh mún, không tập trung chăn thả, chuồng trại chưa được quan tâm thu gom và xử lý chất thải tại hộ gia đình. Để đạt tiêu chí môi trường, các xã cần đạt được những tiêu chí cơ bản về tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường, không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh sạch đẹp. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch, chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Đối với huyện Bạch Thông, vấn đề khó khăn nhất vẫn là việc thu gom và xử lý rác thải đúng quy định. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt thông qua các tổ chức hội đoàn thể để triển khai các mô hình như sạch nhà tốt ruộng của hội nông dân, phong trào 503 sạch, xây dựng đoạn đường phụ nữ tự quản của hội phụ nữ. Nhờ đó đã góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Phát huy vai trò của phụ nữ thực hiện xây dựng nông thôn mới và chú trọng đến ba sạch, đó là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, duy trì các cái đoạn đường phụ nữ tự quản, thế và tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và nói không với túi ni lông. Đấy cũng là một cái hoạt động mà hội quan tâm thực hiện trong cái thời gian vừa qua. Hiện nay huyện Bạch Thông mới có 5 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường. Đây là một tiêu chí không chỉ khó thực hiện mà còn khó giữ vững. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí này thì bên cạnh sự đầu tư của nhà nước cần sự đồng thuận, đặc biệt là việc nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Ngày 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Na Rì phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Cạn tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện và các xã thị trấn, các điều tra viên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các thôn, bản, tổ nhân dân trên địa bàn được phổ biến một số văn bản trong thực hiện công tác giảm nghèo và nhiệm vụ của cấp xã, thị trấn, thôn, bản, tổ nhân dân trong thực hiện công tác giảm nghèo, nội dung kế hoạch giảm nghèo năm 2019, kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn các mẫu biểu điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao trình độ năng lực công tác cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cán bộ cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện trong năm 2019. Tính đến tháng 9 năm 2019, Sở Giao thông Vận tải Bắc Cạn được giao triển khai 15 công trình sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất, trong đó có 11 công trình đã có quyết định phê duyệt, báo cáo kinh tế kỹ thuật và quyết định phê duyệt dự án. Hiện tại, 3 công trình trên tuyến quốc lộ 279 đã lựa chọn xong đơn vị thi công và các nhà thầu đang triển khai theo hợp đồng đã ký. Các công trình còn lại đang chờ kế hoạch chi và quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để triển khai các thủ tục theo quy định. Hai công trình sửa chữa đột xuất gồm công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại các nút giao km 76 850 và km 77 100 quốc lộ 3B. Công trình sửa chữa đột xuất xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn đèo Áng Tòng km 113 600, km 116 800 quốc lộ 3B. Hiện nay, chủ đầu tư đã lựa chọn xong đơn vị thi công và các nhà thầu đang triển khai theo hợp đồng đã ký. Đối với hai công trình bổ sung theo quyết định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa năm 2019 trên hệ thống quốc lộ gồm công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn km 31, km 41, 400, sửa chữa rãnh thoát nước dọc một số đoạn trên quốc lộ 279, chủ đầu tư đã tiến hành mở thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để lựa chọn nhà thầu thi công. Trong 5 năm qua, tỉnh Bắc Cạn đã chi hơn 17 tỷ đồng thực hiện chính sách cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đã kịp thời quán triệt, xây dựng các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Việc huy động trẻ 5 tuổi đến lớp đã được các cấp ủy, chính quyền phối hợp thực hiện bằng nhiều giải pháp, trong đó chú trọng rà soát, thống kê chính xác số trẻ từ 0 đến 5 tuổi trên từng địa bàn, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và từng hộ gia đình để huy động tối đa trẻ em thuộc đối tượng phổ cập đi học. Bên cạnh đó, các địa phương gắn việc huy động trẻ 5 tuổi đến trường với tiêu chí công nhận đơn vị thôn, tổ, khu dân cư, gia đình đạt chuẩn văn hóa, tổ chức sắp xếp trường lớp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đến trường. Hiện toàn tỉnh có 123 trường mầm non, 426 điểm trường với hơn 1.300 nhóm lớp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin.